Hello, xin chào đại gia đình nha. Hôm nay là có hứng chiều nay từ ở bên ngoài về thì mình thèm món hủ tiếu mực mọi người. Thì ở nhà mình bữa trước Ngọc về thì mình mua đem đi nhưng mà còn dư ký nhiều nên mình bỏ lại. Thành ra bây giờ là ở đây mình có sẵn mực rồi nè. Hôm nay nấu hủ tiếu mực nha mọi người. Ở đây mình đã là bỏ sẵn vô là khô mực và tôm khô. Ở đây mình có thêm củ sắn và củ cải trắng, cho vô làm nước cho mọi người nha. Cái hành nhiều không? Nhiều thì nó mọc nước đâu sao không? Ở đây mình có hành đó, cho vô. Ở đây là mình đã có thịt xay nè đó. Ở đây là mình có tóp mỡ nè đó. Mình lấy tóp mỡ này xong một lát nữa mình sẽ xào tóp mỡ nha mọi người. Bây giờ mình lên làm xào tóp mỡ luôn đi. Ở đây mình sẽ cho một ít chút xíu nêm vô trong cái thịt. Trời đất ơi. Ơi, đất ơi. Ăn dữ hả? Hôm nay mẹ làm video không ăn chậu mà cô chú đi. Dạ, mời cô chú đi con. Nước thì nhiều chút xíu để cái gì ngày mai cho mình xin nó ăn luôn mọi người. Cái này là nhiều lắm á, ngọt lắm á. Bây giờ đây, xào tóp mỡ quá tuyệt vời. Nói chung là ăn hủ tiếu mà phải có tóp mỡ nè, có hành phi nè, có tóp tế và quả chay chay nè, đó tuyệt vời luôn. Bây giờ mình xào, mình làm cái này mỡ trước cho nó ra và cái mỡ xong bắt đầu mới lấy cái này mình xào với lại. Chẳng tay anh trộn thịt luôn đi để mỡ nó hết. Hả? Trộn thịt cho nó ướt thấm đều ra nè. Ừ, để nó trộn lại chứ. Mọi người thấy lâu rồi mình không có quay lại video rồi ha, một tháng mấy luôn trời. Rồi Ngọc mới về rồi đi với nó suốt, không có thời gian để mà mình làm. Rồi đụng cái đám tiệc, rồi đụng cái là ấy á. Thì mấy anh em gia đình mình mà giờ đi mà đi chung với nhau mà giờ quay nhiều quá thì thành ra nó loãng. Thôi mình cứ hẹn ra từ từ để mình từ từ rồi mình quay video sau cũng được. Nhưng mà từ bữa tới giờ hôm nay mới cũng có ngày rảnh. Hôm nay là chủ nhật thì mình về dưới Đồng Nai thì ngày hôm qua thường là mình cuối tuần mình hay về dưới đó mình theo mấy đứa nhỏ mình chơi tắm hồ bơi rồi hai vợ chồng thì xuống đi tới đi lui hay rau tưới cây rồi đó vậy. Nó rất là thú, rất là đã mọi người, rất là thích. Rồi hôm nay về mình nói thôi thèm hủ tiếu mực, phải có mực trong tủ lạnh nè, mình chỉ đi mua thịt thôi, mực khô cũng có tủ lạnh, mực tôm khô cũng có tủ lạnh, chỉ mua thịt bằm với lại cái mỡ này, mít lao, với lại hủ tiếu là xong. Bây giờ mình cứ đảo cái này, nó đảo đều, một hồi cho nó vàng là ngon. Lửa nhỏ nhỏ xíu rồi. Đó, xíu năm từ từ. Đá nước này nó ngọt phải biết luôn á mọi người. Biết gì rồi. Lớp mực, lớp tôm khô. Khô mực, tôm khô rồi từ củ cải trắng rồi đó. Rồi bây giờ mình cho mực vô mình luộc luôn mọi người. Luộc chín xong lấy ra. Bây giờ á, khi mà tắt mỡ là mình đã lấy ra rồi nè. Đó, mọi người thấy không? Bây giờ mình sẽ cho một xíu mỡ của dầu của sắc mỡ đó. Mỡ của tóc dầu, dầu của tóc mỡ. Rồi mình bỏ thành tiếng vô, mình sẽ học tí. Xin ơi, nhỏ lại xin ơi. Bảo đấu là mọi người biết là bao nhiêu năm nay nấu rất là nhanh gọn lẹ. Vậy là xong muốn ăn rồi nè. Đợi cái này nó mềm cái là ăn nè. Mực mới nãy là em làm mẹ mỏ túi mực đồ luôn rồi đó. Ồ, rồi lát lên đó. Em không nói. Em mỏ túi mực thôi cho nó khỏi đen thôi. Đâu hả? Cái này là mực trứng mà. Hả? Ừ, em chỉ lấy con mực đó. Em mực trứng thì em đâu làm gì ngoài lấy túi mực đó thôi. Đó, con túi nó là trong đó là trứng.
rồi mình xào nó, nãy mình cho miếng ha, miếng hành phi rồi mọi người. Ủa hành nêm, nêm gì khùng. Thơm ghê luôn. Xào một chút xíu, xào cho nó hơi hơi căng căng là mình cho miếng nước dùng này vô. Mình cho thêm một chút mắm vô cho nó thơm mọi người. Cái này chủ yếu là mình xào chín xong một lát mình bỏ vô tô thôi chứ không phải là mình bỏ vô đây, tại đây giờ ngọt lắm rồi. Muốn cho thịt vô đó nữa. Ở đây mình cho xíu xíu đường. Xíu đường nó vàng lại. Rồi, ở đây mình múc xíu. Cho miếng hành đi. Để xong cho miếng hành vô đây thơm. Xào cho nó chín luôn. Mấy đứa nhỏ bây giờ nó đọc hành hết á mà. Được rồi, muốn nghe nữa không? Cho nhiều thêm xíu rồi, xăng xăng lại xíu. Không phải. Hành lá hả? Thôi được rồi. Cái này mệt con. Rồi, bây giờ bắt đầu mình làm cho mọi người. Cái này là phần của ngon. Ngon ăn ít, ít đồ nhưng mà ăn nhiều, nhiều rồi bổi. Phi rồi có mỡ nữa ngon. Đây mực. Bữa nay nhà mình có ba ly á, nó thích ăn hành phi á với mỡ hành. Ấp mỡ y chang như ba với mẹ luôn á. Nước dùng thì đã không? Ừ, rồi quá ngon. Mà mọi người cùng vào bàn quý hai vợ chồng em nha. Xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào cả nhà. Cổ họng bữa giờ khàn quá mọi người. Nó ngon quá mọi người ơi. Mùi nó thơm, nó rò nồng lên luôn ha. Ừ. Ủa nãy có bỏ hành phi vô chưa ta? Có, cái đó là có, để lấy thêm đây. Trời ơi, nó thơm mùi mực, mực quá trời. Cho miếng sa tế vô mọi người. Cái này em có bỏ nước mắm vô chưa? Có, nước mắm với sa tế á. Cái này anh lấy trắng với lại mực vô, với nước mắm thì cũng ngon nữa. Đúng rồi. Sa tế này của nhà làm 100 ngàn hũ mình bán hồi xưa giờ đó mọi người. Đó. Mấy đứa nhỏ thì cho nó ra ngoài chơi, chơi các bạn ngoài đầu đường này. Em mời cả nhà nha. Mọi người nha, lâu quá mà video quên mời à. Cũng chứ da ngon. Ủa biết không? Cái sa tế nhà mình á là ăn hủ tiếu nè, ăn bún bò, ăn phở nè. Ăn gì cũng ngon. Mực tươi ngon quá. Bên này cái sa tế nè, cái hủ tiếu này bảo nấu nước ngọt từ mực, khô mực. Những cái tôm khô cho nên có mùi thịt. Mà ngon. Ừ, nó còn một hải sản. Có mỡ ăn béo ngon quá. Ăn miếng. Nói chung phải khó. Ăn gì đó? Tất mỡ nè. Mình ghiền ăn tất mỡ này. Ăn nhiều thì cũng không tốt nhưng mà lâu lâu mình ăn á. Mọi thấy không gian hai vợ chồng nhà buồn. Hai đứa nhỏ đi học xong rồi còn hai vợ chồng lo làm việc. Rồi chiều hai đứa nhỏ về mới vui dữ vậy mọi người. Hôm nay hai ngày nay là xuống dưới Biên Hòa cho nó chơi. Sáng ở trên đó đó, đường cái là hai cả nhà lên dậy khoảng 7-8 giờ là Vincent sẽ đủ ba đạp xe đạp. Cái khu văn miếu mọi người nó mát mà yên tĩnh lắm.
đạp đạp đi hồi sáng này thì đi đi chơi hôm sáng cà phê sáng bình thường á. Ừ. Bình thường là cho Vinh Sình nó đạp đạp đi đạp một vòng xong về mấy các con tắm hồ bơi rất là sảng khoái luôn hôm sáng. Bơi về xong rồi mấy cho con bơi rồi lên tưới rau hái rau nấu canh rồi dễ mọi người thấy cho nó vui. Ở dưới mùa đúng không có không gian, không gian đất cũng được được chút xíu đi tới đi lui rồi. Chứ bình thường lúc mà chưa xây cái ở dưới Biên Hòa thì cuối tuần hai chồng mình cũng đi đi họ hàng đi về ngoại về nội rồi cho mấy đứa nhỏ chơi mà chết ở ở lại này. À, mấy đứa nhỏ mình thì học học các tuần rồi nên là cũng nghĩ là đó đi cũng mà sao thế thì ngon quá. Ừ. Đến nhà mình ngon đến nhà mình mà ở không là ngon ngon rồi chắc ngày ngủ mà giờ sắp tết nữa cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mua mà về ăn để về cho bà con họ rồi đó là rất ok luôn. Rau tế bên em bán đi nước ngoài rất là nhiều. Nhưng mà nhà ngơ có bỏ chỗ bảo quản cho nên cô chú về cứ bỏ mát của bạn là dùng được trong vòng 6 tháng á. Có cô nhiều chú gì á. Nhưng sao tế bên nhà em á thường hay nói là ăn nhiều sao tế rồi nhưng mà chỉ sao tế nhà mình nó có cái độ dẻo dẻo quánh quánh á. Nó thơm, nó béo, nó ngon. Ăn biết gì không? Ừ, nó về ra bắt đầu về cho mấy nhỏ ăn uống tắm rửa nghỉ ngơi rồi lên học bài một chút ôn vào cái bài mà mang để học cũng như là hết cuối tuần mình qua thứ hai bắt đầu làm việc công việc buôn bán mình thì tại đó giờ luôn. Mai là chạy phải chạy xuống Biên Hòa. Ừ. Dạo gần Tết là bắt đầu bận hơn tại vì cứ gần Tết là mấy cô chú sẽ hàng nhiều tranh thủ. Ừ. Cho nên là từ đây chỉ làm việc từ đây khoảng mười mấy hai chục ngày nữa thôi à. Là bên ngân cũng phải. Để cho mình làm tới 25 Tết á. 25, cỡ 25 Tết nhưng mà cô chú rất là cần ví dụ như sa tế nè, cần những hoa nghệ tây nè, cần xuống cái cám mập xin rum kem miệng hay ở tay á thì liên hệ sớm hơn không tại vì sao gần tới anh biết hàng nó nhiều nó sẽ dồn thấy vận chuyển không. Ừ. Nó sẽ dồn hàng thì có thể là qua Tết nó mới giao hoặc là mấy anh chị á bị dồn hàng giao không có kịp người giao rất là chậm. Tết là cái sự mà trao đổi mua bán rất là nhiều mọi người nên là thành ra là bên đơn vị giao hàng và họ không có giao kịp cho mình quá tải anh nên thường là mấy năm trước á mấy năm đầu là mình cũng bán đi các tỉnh nhưng mà đùng ra tới đó là không có giao nhận gì được trơn. Rồi qua Tết là phải trả gì cho mình. Rồi cô chú anh chị khách tại sao mà mua hàng mà không mãi này kia họ nó em giao cho đơn vị giao hàng họ không ship thì cũng có tay nhưng mà Tết thì bên em vẫn ship hàng ở thành phố Hồ Chí Minh quận Hồ Chí Minh cho tới 30 luôn. Hồ Chí Minh tại vì nhà em có lợi thế là người nhà có ông Tâm, có anh Châu, có mọi người là giao hàng hai cái tiếng của Sài Gòn mình nội thành. Hôm nay đặt là mai giờ. Dạ. Thành ra là trong thành phố thì yên tâm tới 30 Tết. Anh thấy không, mực chín quá trời luôn hả không? Ừ. Vậy là lấy cái túi mực nhỏ xíu à? Ừ. Cho nó phải được đen thôi. Nó có 3-4 mực mực. Hôm nay còn chút cho hai ăn chút xíu. Sáng mai nếu mà còn thì cho mình xin ăn sáng, còn nữa thì hai chồng mình ăn trước buổi sáng. Thằng mai đi sớm rồi không ăn sáng được. Đi sớm dữ lắm rồi. Ờ, đưa con nhập ra đi. Ơ, mẹ đây. Anh đang ở ngoài đây gặp các cô lo giúp mẹ. Ừ, đúng rồi, giỏi, mẹ khen. Mẹ đang quay video á, con chào mà cô chú đi. Con chào cô chú. Tới gần này nè, mà cô chú lâu quá không thấy con nè. Tới gần lại. Rồi nói đi. Con chào cô chú. Nói to là mà. Lâu quá mà cô chú không thấy con. Con cũng không gặp ông bà cô chú, con nhớ bà cô chú quá. Con khác chứ. À, ngồi.
anh bảo nóng ngon mà. Nhiều. Anh hai còn ở ngoài đánh cầu lông. Ừ. Được á. Ra chơi xíu nữa đi ra. Mấy đứa nhỏ tại mấy nãy rút trên xe á. Nhà mua bánh pizza cho nó ăn. Nhiều cô chú anh chị hỏi Bộ Bảo nghĩ làm video luôn hả, YouTube luôn hả, mà nói dạ không. Nói chung là cũng thôi người đó thôi, là tối người là xấu mà đem lên mạng khoe chết luôn á. Bữa nay khoe lên mạng chúng mang bắt quấn bài cờ bạc là không được. Được chưa? Thế bà màu đỏ mới được hả bà? Không, màu nào cũng được, bài là không được, đưa lên mạng mình tự nhà chơi thôi, hiểu chưa? Rồi. Rồi. Em bận quá rồi em không có làm clip được, nhưng mà sắp tới thì khi mẹ ba mẹ em về thì có đầu có nhiều nội dung, có nhiều đề tài cũng như là có. Rồi nói đi, nói nhanh lên, nói cái gì mà chậm đi chậm được vậy? Anh bảo là video mà chúng ta là lâu rồi, mình hai chồng mới làm ở nhà từ lúc mà tôi thông báo có thai thì cũng là cái bé gái này rồi, bắt đầu mình làm nhà mới nè, có video với giới thiệu nhà bắt đầu mình thấy mấy rồi. Ba mẹ về sắp tới thì quay, cũng như là sắp tới là mình quay công chúa nhỏ của mình cho mọi người xem cho vui đó, tâm tình đi săn như thế nào rồi này kia nọ để coi lúc đó là coi rồi có thoải mái hay là có rảnh không thì mình sẽ quay cho mọi người coi ha. Và bây giờ mình cũng xin kết thúc cái video đây để mình cho mấy đứa nhỏ ăn, rồi bây giờ sẽ gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo nha cô chú anh chị ơi. Bye bye cả nhà. Tạm biệt nha.